Angela Phương Trinh đang gây bão mạng xã hội khi chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc thả dáng đầy quyến rũ, kèm theo đó là dòng caption: đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất chính là vòng ba của Angela Phương Trinh. Ngắm nhìn hình ảnh, ai nấy cũng hết hồn và cho rằng vòng ba của cô nàng đang bị quá cỡ. Đồng thời, nhiều người cũng khuyên cô nên điều chỉnh lại chế độ tập luyện của mình để cho vóc dáng chuẩn chỉnh và mềm mại hơn. Nhất là gần đây cô nàng thường xuất hiện với hình ảnh đô con khiến không ít cư dân mạng choáng váng. Hiện tại, Angela Phương Trinh ít tham gia vào các hoạt động showbiz, cô tập trung phần lớn vào kinh doanh, tập gym và ăn chay. Dù vậy, sức nóng của nữ diễn viên chưa bao giờ giảm sút. Gần đây, Angela Phương Trinh liên tục khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt khi chia sẻ những hình ảnh bản thân phô diễn cơ bắp cuồn cuộn ở vùng bụng, tay, vai, lưng. Đó là thành quả của quá trình tập gym miệt mài mà Angela Phương Trinh theo đuổi. Cô thừa nhận cô đã nghiện môn thể thao này. Không chỉ chăm chỉ tập luyện, cô còn nhiệt tình cổ vũ mọi người tập gym. Bên cạnh đó, Angela Phương Trinh còn khiến ai nấy ngỡ ngàng khi liên tục trưng chủ thân hình cơ bắp. Bà mẹ nhí là một gymmer chính hiệu, body ngày hôm nay chính là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài.